Thưa quý vị, năm 2021, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 6% so với năm 2020. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến khó lường, mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với đảm bảo phòng chống dịch, đòi hỏi quyết tâm cao độ từ chính quyền lẫn cộng đồng doanh nghiệp. Để đẩy mạnh khôi phục và tăng trưởng kinh tế, tập trung đầu tư, khơi thông nguồn lực các dự án, công trình ở các lĩnh vực mũi nhọn của thành phố như công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, logistics là vấn đề được thành phố Đà Nẵng quan tâm hàng đầu. Trong bối cảnh bình thường mới, vấn đề mở rộng, hoàn thiện hạ tầng nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh cũng như thu hút đầu tư được doanh nghiệp đặc biệt chú trọng. Chúng tôi tập trung mạnh vào cái việc phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó xây dựng và phát triển một cái bãi container hơn 5 hecta. Thì sau khi mà 5 hecta này vào thì chúng tôi năng lực tiếp nhận hàng chúng tôi sẽ tăng gần 20%. Chúng tôi đầu tư các cái cơ sở hạ tầng trên đất, ví dụ như là khu chuyên gia để tạo cái điểm lưu trú cho các chuyên gia của các đối tác tới làm việc và lưu trú, và đầu tư cái khu xưởng sản xuất chuyên dụng ICT để thay đổi mở rộng thêm cái hình thức đầu tư cho các cái đối tác. Đối với các dự án đã và đang thu hút đầu tư vào Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố cam kết tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động, đồng thời bám sát tận dụng các nghị quyết, chủ trương đã được Trung ương phê duyệt để đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực mà thành phố có lợi thế và tiềm năng về lâu dài. Hiện nay thì thành phố cũng đang đề xuất với Trung ương là mở rộng thêm một khu phụ trợ nữa. Thì chắc lẽ cũng nay mai là cũng sẽ được phê duyệt. Thì chúng tôi cũng đang kêu gọi, tích cực kêu gọi các nhà đầu tư vào đầu tư tại thành phố, tại khu công nghệ cao này. Một trong những khó khăn hiện nay của Đà Nẵng có thể nhận thấy, đó là tăng trưởng của nền kinh tế phụ thuộc rất lớn vào khu vực dịch vụ, nhất là du lịch. Vì vậy, nếu giữ nguyên cơ cấu khu vực dịch vụ chiếm khoảng 65% GRDP như hiện nay, thành phố có khả năng sẽ tiếp tục chịu tác động tiêu cực của dịch COVID-19. Để giải bài toán này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành du lịch, đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin gắn với đẩy nhanh xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh.